Đó, vậy hôm nay là thầy định dạy cứ buổi đại buổi hình xen kẽ, nhưng mà thôi quyết định là học theo chủ đề nào là làm một loạt cho nó xong cho nó đỡ bị phân tâm đúng không? Bây giờ đang liên quan tới chủ đề dựng tam giác đều, có thể hôm nay chưa xong thì buổi sau chúng ta tiếp tam giác đều nữa cho nó liền mạch luôn. Đây, liên quan tới học hình thầy vẫn nói đặc biệt những bài liên quan tới tính toán góc chúng ta phải vẽ hình rất chính xác. Đấy, cái thước đo góc nó chỉ có tồn tại, nó có hữu dụng đối với lớp 7 ở những cái bài toán này thôi này. Chứ còn bình thường là vẽ vuông góc hay là vẽ góc 30 độ hay góc 45 độ thì chúng ta chỉ cần mua cái loại thước tam giác cân với lại thước nửa tam giác đều ấy, loại góc 30, 60 là được. Còn bình thường là không cần dùng tới cái thước đo góc. Chỉ có như thầy thấy là nó có tác dụng ở trong cái bài toán liên quan tới số đo góc, nó hơi lẻ một chút. Đó. Vậy bây giờ chúng ta cùng là nghiên cứu bài đầu tiên nhá. Tức là cho tam giác ABC cân tại A có góc A bằng 80 độ. Đấy, bài này cần phải vẽ chính xác. Vẽ chính xác hình. Vẽ chính xác hình thì thông thường đấy nhá, thầy hướng dẫn cách vẽ này. Vẽ nào để cho hình nó đẹp mà nó đứng cái hình tam giác cân góc bằng 80 độ thuộc dạng kiểu như vậy. Góc 80. Cân cân tại A tức là AB bằng AC. Vậy các con biết vẽ một cái tam giác cân thì chúng ta vẽ như nào không nhỉ? Vẽ như nào? Vẽ như nào cho nó đẹp? Đó chính là chúng ta sẽ là tính chất của tam giác cân, đó là A sẽ nằm trên trung trực của BC. Vì vậy chúng ta sẽ ưu tiên vẽ BC nó nằm trên đường vở cái ngang ấy. Và đương nhiên cái đường trung trực này nó cũng là mọi đường trong tam giác cân, tức là nó còn là đường phân giác. Vì vậy mỗi một cái góc hai bên này sẽ bằng 40 độ. 40 độ. Vậy từ đây chúng ta vẽ được một cái hình đứng mà đẹp thì chính là đi từ cái đường thẳng này lấy sang hai bên, mỗi bên một góc 40 độ là chúng ta sẽ vẽ được một cái tam giác đều, à tam giác theo điều kiện của đề bài rất là đẹp nha. Đầu tiên các con cần phải có cái kỹ năng vẽ hình nào đấy. Đấy, chúng ta thấy bắt đầu lấy từ đỉnh A đây, lấy sang hai bên mỗi một bên một cái góc 40 độ. Đúng chưa? 40. À, 1 1 2 3 4 40 đầy chứ quên. 1 2 3 4. Đó. Đúng chưa? Vậy khi đó chúng ta đã vẽ được cái góc A bằng 40 độ mà nó đứng cái hình, à góc A bằng 80 độ. Nó đứng cái hình khi đó đỉnh B, đỉnh C nó sẽ nằm trên đường kẻ ngang của vở chúng ta. Đây là đỉnh B, đỉnh C. Chỉ cần kẻ một cái đường ngang cái là xong. Để xem nhá. Bây giờ chúng ta thấy này, cùng phân tích này. Khi học hình các con cố gắng là với mỗi một cái giả thiết đề bài cho thì xem chúng ta suy ra được cái gì. Tam giác cân tại A có nghĩa rằng là AB bằng AC, hai cạnh này bằng nhau. Còn thêm một cái nữa chúng ta biết đó là số đo góc. Số đo góc tại hai đáy tính theo góc ở đỉnh là gì nhỉ cả lớp nhỉ? Các con có nhớ không? Góc ở đáy tính theo góc ở đỉnh nó là gì? Tổng ba góc bằng 180 độ nhưng góc B luôn bằng góc C. Khi tam giác cân vậy nó bằng 180 độ trừ góc A chia 2, luôn luôn là như vậy. Đây là cái chúng ta biết được. Và đương nhiên khi đó thay vào thì mỗi anh này bằng bao nhiêu? 180 trừ đi 80, mỗi anh bằng 50. Góc B bằng góc C bằng 50 nhá. Lấy M trong tam giác sao cho góc MBC bằng 10 độ. Vậy MBC bằng 10 độ chúng ta chấm lấy một vị trí áng khoảng bằng mắt đã để chúng ta hiểu về cách vẽ nhá. Thầy quên thì xóa mất cái hình nhá. Này các con, đầu tiên là lớp 7 là cần phải có cái kỹ năng vẽ hình chính xác đó. Vậy cái góc MBC bằng 10 độ và cái góc thứ hai là góc MCB bằng 30 độ. 30. Vậy từ đây chúng ta có cách vẽ hình đó là gì? Vẽ tam giác biết một cạnh rồi và số đo hai góc.
Đúng chưa? Vậy từ hai cái góc đỉnh B và đỉnh C này ta vẽ ra hai cái tia hợp với hai cái hợp với cạnh BC góc 10, góc 30 là xong. Đó. Từ B này vẽ một tia 10 độ này. Đúng chưa? Góc tại đỉnh C bằng 30 độ. Rồi, vậy đây ta có đỉnh M. Đó, học hình liên quan tới những cái bài toán số đo góc cứ lẻ lẻ này. Các con phải dùng thước đo độ nhá. Vẽ hình cho chính xác. Và thứ hai là chúng ta những bài này bắt buộc phải vẽ hình rất chính xác để còn chúng ta còn phán đoán được. Góc này bằng 10 độ. Góc này bằng 30. Vậy chúng ta vẽ hình như vậy thì đương nhiên chúng ta suy ra ngay được cái góc BMC nhá. Mình vừa có tam giác ABC cân tại A, biết góc A bằng 80. Vậy chúng ta có góc ABC sẽ bằng 50. Vậy thì chúng ta vẽ góc này bằng 10 độ, chúng ta phải điền ngay chỗ này sẽ bằng bao nhiêu? 40. Anh này bằng 30 thì anh này bằng 20. Đấy là những cái chúng ta điền ngay được lên trên hình vẽ. AB bằng AC. Bây người ta bảo tính góc AMB. Tính góc AMB. Đây là cái góc màu trắng chúng ta cần tính. Vậy thì vẽ hình như này thì đầu tiên cái phán đoán đầu tiên các con nhìn hình các con có cái phán đoán gì không? Cả lớp. Phán đoán gì? Khi vẽ hình chính xác, bao giờ thế nhá, chúng ta phán đoán ở trên hình vẽ. Vì học hình thì chúng ta dựa vào hình vẽ để phán đoán rất là nhiều. Các bạn nào phán đoán gì không? Trên hình vẽ các con nhìn xem có cái những cái tam giác trên hình vẽ có cái đặc điểm gì không? Nói tự do đi Đức Sơn nào. Con có phán đoán gì không? Nhìn con nhìn cái tam giác BAM con có thấy nó có đặc điểm gì không? BAM nó sẽ cân tại B. Đúng chưa? Phán đoán B cân tại B. Vì vậy để tính góc BMA mà cái tam giác này chắc chắn đã biết số đo góc ở đỉnh, đã biết số đo góc ABM chắc chắn bằng 40 độ rồi. Có đúng chưa? Vì vậy từ đây chúng ta có cái nhiệm vụ đó là chúng ta nghĩ ra cái cách đó là đi chứng minh được cái cân là xong. Bởi vì tam giác cân biết góc ở đỉnh, khi đó góc ở đáy luôn bằng 180 trừ góc ở đỉnh chia 2 nha. Đối với tam giác cân thì ta luôn có là góc ở đáy bằng 180 trừ đi góc ở đỉnh chia cho 2. Vì vậy nếu như biết góc ở đỉnh thì ta sẽ tính được góc ở đáy thay vào là xong. Có đúng chưa? Vì vậy từ đây chúng ta vẽ hình xác, chúng ta phán đoán BA bằng BM. Vậy làm sao đi chứng minh được BA bằng BM cái xong ngay? Khi đó chúng ta sẽ tính được cái góc tại đỉnh M. Vậy những bài hôm nay chúng ta học là nguyên những bài về dựng tam giác đều. Vậy chúng ta thấy này, đối với cái góc A làm sao lợi dụng được cái dữ kiện AB bằng AC. AB bằng AC. Và hai cái góc này bằng thấy đều bằng 50 độ. 50 độ. Đấy, các con thấy cái số 50 nó sát với số 60 không? Đúng không? Vậy vì vậy như là thầy hướng dẫn bài này. Rồi các con chưa quen cứ từ từ vậy. Đấy, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cách dựng nha. Đó là dựng cái tam giác đều. Tất cả những bài hôm nay chúng ta học đều là dựng tam giác đều. Rồi. Dựng tam giác đều BC gì đó. ABC. Đấy, dựng tam giác đều BCD. Đây là mấu chốt của bài toán.
Đó, từ đây chúng ta thấy cần đi chứng minh cái BA bằng BM là sai. Đây chúng ta có cái cách đó là đi dựng tam giác đều. Tam giác đều là DBC như trên hình vẽ. Vậy khi dựng tam giác đều thế thì chúng ta sẽ có điều gì nhá? Bây giờ bắt đầu đánh dấu lên hình vẽ này. Thứ nhất chắc chắn là DB bằng DC. Đúng chưa? À, góc tại đỉnh D bằng 60 độ, tất cả những góc tại đỉnh B, đỉnh C bằng 60 độ. Vậy ta sẽ có góc này bằng 10 độ. Góc này 20, góc này 30, mà cả góc C bằng 60 độ, vậy ta có góc này bằng 10 độ. Rồi, bây giờ các con đi chứng minh cho thầy cái tam giác. Vậy khi dựng như vậy, các bạn đi chứng minh được cái tam giác DAB bằng tam giác DAC hay không? Hai tam giác này có bằng nhau không ở cả lớp? Có ạ. Theo trường hợp nào? Theo trường hợp cạnh góc cạnh. Góc à, cạnh góc cạnh. Hoặc là gì? À, nó chắc chắn bằng nhau theo hai trường hợp. Một là cạnh 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 hoặc là cạnh góc cạnh đều được cả. Đây này, đánh dấu lên hình vẽ hai cạnh bằng nhau này, hai cạnh bằng nhau, góc kẹp giữa bằng 10. Đúng chưa? Vậy hai tam giác này bằng nhau. Đấy là cái đầu tiên mình có thể nhìn thấy được. Thế bây giờ để chứng minh BA bằng BM. Vậy các con thấy điều gì? Các con đi chứng minh xem hai tam giác này có bằng nhau hay không thôi, có đúng không? Có đúng chưa cả lớp? Đây này, khi dựng như vậy thì có phải là chúng ta có này BD bằng BC nhá. BA bằng B, BA chưa bằng BM. Thế nhưng chúng ta phán đoán nó bằng nhau, lại góc kẹp giữa, vì vậy hai tam giác này chúng ta cần phải đi chứng minh bằng nhau. Là xong. Vậy hai tam giác này muốn bằng nhau, bây giờ bắt đầu chúng ta lần này. Lần xem có gì rồi. Hai tam giác này có một cặp cạnh bằng nhau, có góc 10 độ bằng nhau. Vậy còn thiếu dữ kiện gì nữa thì xong rồi cả lớp. BAD. BAD. Đây nha. Hai góc này bằng nhau này. Chưa có BA bằng BM nhá. Vì vậy nếu như con đi theo cái anh BAD này thì sẽ bị thất bại. Khi nó không bằng nhau theo trường hợp nào cả. Mà con phải lần theo một cặp cạnh chắc chắn bằng nhau, đó là DB bằng BC. Vì vậy con cần hai góc nào bằng nhau là xong. ABDA. À, cần hai góc đấy bằng nhau là xong. Đúng chưa cả lớp đây nhá? Hai tam giác này bắt đầu chúng ta lần này. Có một cặp cạnh màu hồng bằng nhau, góc bằng nhau. Tuy nhiên nếu như đi theo góc tại đỉnh A với lại góc tại đỉnh M thì nó chẳng bằng nhau theo trường hợp nào cả. Vì vậy muốn bằng nhau nó bắt buộc chúng ta phải đi lần góc. Có một góc tại đỉnh B này, góc tại đỉnh B. Vậy mình phải lần theo trường hợp gì đây? Góc cạnh góc. Tức là chúng ta kiểm tra xem góc tại đỉnh D có bằng góc tại đỉnh C hay không nữa là xong. Thế tuy nhiên các bạn nhìn thấy chúng ta đánh dấu góc tại đỉnh C này bằng bao nhiêu độ rồi đây? Bằng bao nhiêu? 30 độ. 30 độ. Vậy chúng ta cần anh gì góc? Lúc đó chúng ta biết là cần anh này bằng bao nhiêu? 30 độ ạ. Là xong. Thế có chứng minh được không? Có. Dựa vào đâu? Hai tam giác BAD và tam giác CAD bằng nhau nên. Đúng rồi. Suy ra hai góc. Đúng rồi, suy ra hai góc tương ứng bằng nhau. Vậy mấu chốt chính là hai tam giác này bằng nhau. Do đó ta tính suy ra hai góc này bằng nhau, mà tổng hai góc này chính là bằng 60 độ. Do đó mỗi góc này sẽ bằng 30 độ. Sẽ suy ra được mỗi góc này bằng 30 độ. Có đúng chưa? 30 độ khi đó chúng ta lần ngược lại, hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc, góc cạnh góc. Và suy ra BA bằng BM.
Khi BA bằng BM, vậy tam giác BAM cân tại đỉnh B. Đã biết được số đo góc ở đỉnh, lúc đó ta tính được số đo góc ở đáy bằng 180 trừ góc ở đỉnh chia 2. Cả lớp đã hiểu bài về cách dựng hình và đi lần ra những tam giác bằng nhau chưa? Các bạn đã hiểu chưa đã nào? Hiểu chưa? À, hiểu rồi, vậy thì từ đây bắt đầu chúng ta nghe thầy ghi nốt bước thứ hai. Từ hai cái tam giác này bằng nhau để chúng ta suy ra được là góc ADB bằng góc ADC. Đấy là các cái bước đang nhẩm trong đầu mà nháp. Và lúc đó chúng ta sẽ suy ra mỗi góc này bằng 30 độ. Lúc đó bước thứ hai là ta đi chứng minh được cái tam giác BDA sẽ bằng tam giác BCM theo trường hợp góc cạnh góc, và lúc đó ta sẽ suy ra được BA bằng BM. Thì đấy chính là cái cách chúng ta đi tạo hình và để các cái bước đi xử lý. Thế từ đây bắt đầu ta đi giải như nào, đúng chưa? Các con cũng cần phải học được cái cách trình bày cho nó tốt nữa. Chúng ta sắp xếp lại này, chúng ta thấy bước đầu tiên cần phải tính toán những góc này đã, chỉ ra góc 50, góc 20 này không dùng tới, góc 20 này không dùng tới, tính ra góc này bằng góc 10 độ này cũng không dùng tới, đúng chưa? Đó. Thế chúng ta dùng tới những cái gì? Những cái góc góc này góc B bằng góc C bằng 50 độ, sau đó dựng tam giác đều để chỉ ra góc này 10 độ, chứng minh hai tam giác này bằng nhau. Rồi, bây bắt đầu ra có nhá. Tức là giải xong bài toán nhưng mình còn phải bình tĩnh nhìn lại xem các sắp xếp các bước giải là gì. Thứ nhất, tam giác ABC cân tại A có góc A bằng 80 độ. Vậy ta luôn có góc ở đáy bằng 180 độ trừ đi góc ở đỉnh chia 2. Cái này đương nhiên được sử dụng luôn. Vậy nó sẽ bằng 50 độ. Xong. Và chúng ta có AB bằng AC nữa. Bước tiếp theo chúng ta dựng tam giác đều. Dựng tam giác BCD đều như hình vẽ. Một là các con dùng từ trong đó AD thuộc cùng nửa mặt phẳng MBC. Hai là các con mở ngoặc như hình vẽ là được. Vậy dựng tam giác đều thế thì chúng ta sẽ suy ra được gì? Thứ nhất là góc DBC bằng 60 độ. Để chúng ta có được góc DBA bằng 10 độ bằng DBC, cái góc này bằng 10 độ. Và dựng tam giác đều thế để chúng ta suy ra cái thứ hai, đó là DB bằng DC bằng DC. Tí nữa cũng phải dùng cái bằng BC này nữa. Và chúng ta cần có góc BDC bằng 60 độ. Vậy liệt kê nốt. Rồi, xong khâu chuẩn bị nhá. Bây giờ bắt đầu ta đi xét hai tam giác này nó sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh 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 cho nó dễ nhìn. Lúc đó chúng ta thấy dễ chứng minh được tam giác ADB bằng tam giác ADC theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Cái này thì các con phải tự liệt kê nhá, chứ thầy không có liệt kê nữa. Các con chỉ có thêm mỗi dòng là xét hai tam giác có liệt kê đầy đủ ba cặp cạnh bằng nhau ra là xong. Để suy ra gì? Suy ra góc BDA bằng góc CDA. Đúng chưa? BDA bằng CBDA. Mà tổng hai góc này bằng 60, do đó chúng ta suy ra được góc BDA bằng 30 độ. Bên trên này chúng ta suy ra góc DBA bằng 10 độ. Đây là hai cái mấu chốt. Vậy từ đây chúng ta đi chứng minh được hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Ok chưa? Bước tiếp theo chúng ta chứng minh được tam giác là BDA bằng tam giác BCM theo trường hợp là góc cạnh góc như thầy đánh dấu trên hình vẽ. Thế hai tam giác này bằng nhau rồi, để chúng ta suy ra BA bằng BM đấy. Đấy là cái mấu chốt. BA bằng BM.
Vậy ta có tam giác BAM, cân tạ B. Lúc đó ta có góc ở đáy là góc BMA sẽ bằng 180 trừ đi góc ở đỉnh là góc ABM chia 2, hay bằng 180 trừ đi góc ở đỉnh là 40 chia cho 2. Cái này bằng 140 chia 2 bằng 70 độ. Đấy, chúng ta thấy ban nãy quên liệt kê một cái, đó là góc ABM bằng 40 độ. Đó. Và góc ABM chỗ này bổ sung bằng 40 độ như vậy. Đấy, thì đây là cái bài liên quan tới dựng tam giác đẹp. Chúng ta sẽ học một loạt liên quan tới những bài về cách tạo hình. Tuy nhiên cách tạo hình như nào chúng ta thấy có những cái góc này nha. Tại sao lại tạo như vậy? Bởi vì đơn giản là chúng ta thấy có góc 10 độ, góc 40, tổng nó 50. Vậy thì nếu như dựng tam giác đều thì ta sẽ có những góc 60. Góc 60 thì dựng là như nào? Góc 60 thì chúng ta thấy dựng lên trên này có góc 60 trừ đi 50 nó ra 10, nó sẽ xuất hiện những cái góc bằng nhau. Đấy. Hơn nữa khi dựng tam giác đều như vậy, do nó rất là cân đối giữa ABC, vì vậy ta dựng cái tam giác này nó cân đối như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra được những cái tam giác bằng nhau. Đấy là cái bài số 3. Tiếp theo bây giờ phân tích này, đề bài cho tam giác ABC có góc A bằng 20 độ mà AB bằng AC. AB bằng AC tức là tam giác ABC thế nào nhỉ cả lớp nhỉ? Cân tại A. Tức là nó cân tại A. Cân tại A mà biết góc A bằng 20 độ, vậy chúng ta suy ra được cái điều gì? Số đo góc B bằng góc C bằng bao nhiêu? 180 trừ góc ở đỉnh chia 2. 80 độ. Nó sẽ bằng 80. Đấy là những cái đầu tiên chúng ta suy ra được liền. Là phải nháp ra liền luôn. Tiếp theo lấy M trên AB sao cho tính số đo. Vậy đến đây là tạm thời dừng lại. Vẽ hình nhá. Góc A bằng 20 độ. Đó, những cái bài này là dùng thước đo độ, nó chỉ có mỗi mấy cái bài toán tính góc này thôi này. Còn lại là các bạn phải dùng compa chứ không nên dùng thước đo góc. Đó, vậy bài này các con thấy là nhiều khi phải vẽ ra cái bài này để vẽ nó đứng hình thì thôi quên mất thầy không vẽ nó đứng hình rồi, là lấy cái góc 20 chia đôi được 10 thôi đành vậy. Vậy bài này là để dựng hình thì chúng ta thấy cần phải vẽ cái đỉnh BC, cái tam giác này tương đối lớn ra thì khi đó BC nó mới giãn ra xa nhau, chứ chúng ta vẽ tí xíu bên trên này này, BC nó gần nhau, dựng tam giác đều nó sẽ rất là khó. Lấy M trên AB sao cho MA bằng BC. MA bằng BC. Tính số đo góc AMC. Góc này bằng 20. Tính góc AMC tức là ta phải tính số đo góc C bé bé này là xong. Hoặc là tính cái góc kề bù với nó tại đỉnh này là xong. Vậy chúng ta cùng phân tích này, góc tại đỉnh A à góc tại đỉnh B bằng góc tại đỉnh C bằng 80 độ. Mỗi góc bằng 80. Vậy bài này thầy hướng dẫn là dựng tam giác đều.
Vậy các con sẽ có cái ưu tiên là dựng tam giác đều như nào bây nhỉ? Rất cân đối là AB bằng AC rồi. Vậy các con dựng tam giác đều có một cạnh là gì đây? Nên dựng như nào? Bắt đầu phán đoán này. Dựng như nào? Dựng ở trong tam giác à? Dựng trong tam giác nhưng mà có cạnh là gì? Có một cạnh là gì? Có một cạnh là BC. Vậy thì nhìn nó sẽ rất là cân đối, có đúng không? Ít nhất là đấy là chúng ta phán đoán như vậy. Đây, dựng tam giác đều. Đó, này hướng dẫn nhá, dựng tam giác đều BMC. ABC, vậy dựng tam giác đều BCD. Vậy khi dựng tam giác đều như thế, bắt đầu ta kết nối được hai anh AM với BC ở đây này. Dựng tam giác đều BCD như vậy, vậy khi đó ta có ba cạnh này bằng nhau. Tức là ta thấy CD đã bằng AM rồi này. Và đồng thời bằng DB nữa. Góc này bằng 60. Vậy thì chúng ta tính ngay được góc này bằng bao nhiêu độ cả lớp? Bằng 20, có đúng chưa? Nha. Chúng ta dựng tam giác đều là BCD như vậy. Vậy chúng ta suy ra ngay được trên hình vẽ, đó là góc DCA, DCA sẽ bằng 20 độ. Bằng 20 độ tức là bằng góc tại đỉnh A. Rồi, lại có AM bằng CD. Đấy, các con chứng minh được gì không? Phán đoán xem trên hình vẽ có những tam giác nào bằng nhau không? ADB và ADC. ADB sẽ bằng ADC, chính xác. ADB sẽ bằng ADC. Còn tam giác nào bằng nhau nữa không? Đây này. Góc tại đỉnh A bằng góc tại đỉnh C trong tam giác DCA. CD bằng AM. Tam giác AMC bằng tam giác CDA. À, hai tam giác đấy bằng nhau. Vậy bằng nhau thì để suy ra cái gì? Liên quan tới bài toán tính góc. Vậy người ta bảo tính góc gì đây nhỉ? Tính góc màu trắng này. Suy ra góc ADC bằng góc CMA. À, hai góc màu trắng này bằng nhau. Thế nhưng như con vừa phát hiện tam giác ADC bằng tam giác ADB, vậy thì góc màu trắng bên này có bằng góc màu trắng bên này không? Có. Thế mà góc này bằng 60 độ, vậy tính được hai góc màu trắng này không? Tổng có. Tổng các góc tại một đỉnh bất kỳ trong mặt phẳng như vậy bằng bao nhiêu độ? Tổng các góc này bằng bao nhiêu độ? 360 độ. 360 độ. Thế mà hai góc này bằng nhau lại lòi ra một anh bằng 60, do đó tổng hai góc trắng này bằng bao nhiêu? 360 trừ đi 60 bằng 300, chia đôi mỗi anh bằng bao nhiêu? 150. 150. Đúng rồi. Vậy chúng ta tính được góc này. Ok chưa cả lớp? Đó, đây chính là cái mà chúng ta đi. Hoặc là này nhá. Đấy là một hướng, hướng thứ hai. Cũng từ hai tam giác này bằng nhau, vậy thì có phải hai góc nhỏ nhỏ này bằng nhau không? Góc A1 có bằng C1 không? Đúng không cả lớp? Tương ứng đấy. Thế nhưng A1 có bằng A2 không? Hai tam giác bằng nhau. Đúng không? À, thế mà góc tại đỉnh A bằng 20, vậy thì A1 bằng A2 mỗi anh bằng bao nhiêu? Mỗi anh bằng 10 độ. Tức là góc này bằng 10 độ. 10 độ, vậy trong tam giác AMC có một góc 10 độ, một góc 20 độ. Vậy thì góc còn lại bằng bao nhiêu? 180 trừ đi tổng hai anh cũng xong, có đúng không? Đúng chưa cả lớp? Ok chưa? À đó, vậy vậy chúng ta thấy là sau khi dựng như vậy thì chúng ta có hai cách để tính cái góc AMC
Hướng thứ nhất là đi theo hai, vẫn là loanh quanh ba cái tam giác bằng nhau thôi. Nhưng mà một là hướng theo cái gọi là quy về góc tại đỉnh D, lấy hai góc này bằng nhau. Hai là tính tổng các góc trong một tam giác là xong. Vậy đi theo tổng các góc trong tam giác cho nó đơn giản hơn nhá, dựng tam giác đều. Đấy, từ đây chúng ta có lời giải. Đấy, chuẩn bị đầu tiên đó là gì? Tính ra các cái góc hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh cạnh cạnh, để suy ra cái góc này bằng góc này bằng 20 độ. Đó. Bây giờ ta dựng tam giác đều nhá. Các bước tạo hình này, dựng tam giác. À đâu, cần phải đi tính toán những cái bên kia đó. Ta có tam giác ABC cân tại A. Đó, tam giác ABC có AB bằng AC. Vậy nó cân tại A. Cân tại A, lúc đó ta có được là góc ABC bằng góc ACB bằng 180 trừ góc ở đỉnh chia 2, thay số mỗi anh bằng 80. Đấy là xong cái bước chuẩn bị đầu tiên. Bước thứ hai, bắt đầu chúng ta dựng cái tam giác đều. Dựng tam giác BCD đều như hình vẽ. Vậy dựng tam giác này đều để chúng ta lấy cái gì đây? Mình không đi theo hai cái góc này nữa, mất công dùng ba tổng ba góc 360. Vì vậy chúng ta sẽ lấy cái góc liên quan tới góc nhỏ này bằng nhau thôi này. Dựng tam giác BCD đều. Vậy chúng ta suy ra được thứ nhất là DB bằng DC. Rồi góc DCB bằng góc DBC bằng 60 độ. Vậy chúng ta tính được góc DCA bằng góc sẽ bằng 20 độ. Rồi bây giờ ta đi chứng minh hai tam giác AMC nhá, bằng tam giác CDA theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Ta có xét tam giác MAC và tam giác, thầy nhắc các con này đi chứng minh tam giác bằng nhau, tức là chúng ta nhìn bằng hình ảnh thì thấy hai tam giác bằng nhau rồi. Tuy nhiên là cách liệt kê như nào cho nó nhanh và nó chính xác về cái sự tương ứng thì thông thường người ta liệt kê theo những cái góc dễ nhìn bằng nhau nhất, đặc biệt là đối với những tam giác có góc chênh lệch, đúng không? Góc trong tam giác MAC này thì cái góc M này là góc tù, vậy tương ứng bên kia nó phải là góc tù vị trí số 1, tức là D. Góc tại đỉnh đỉnh A bằng 20, vậy cái góc số 2 bên kia nó cũng phải bằng 20, tức là DC. Hai tam giác này có MA bằng DC, lý do là cùng bằng BC. Nốt cái anh BC này liệt kê ra, đúng không? Hai cặp cạnh đấy bằng nhau. Một cặp cạnh này, tiếp theo là góc A, tức là góc MAC bằng góc DCA, lý do là cùng bằng 20 độ. Và cuối cùng là anh AC chung, nên hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Đấy, để lấy cái gì? Chính là lấy hai cái góc bé này bằng nhau này, suy ra là góc M góc C1 bằng góc A1. Rồi bây giờ đi tính góc A1 thông qua việc đi chứng minh hai cái tam giác bên trái bên phải này bằng nhau. Thì hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh giữa và hai cạnh bên bằng nhau. Vậy chúng ta đi chứng minh được, thì ghi HSM là học sinh chứng minh nhá, chứng minh được tam giác ADB
bằng tam giác ADC theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Đấy, mấu chốt là theo trường hợp nào thì ghi ra rồi. Đấy. Hai cạnh bên này bằng nhau, DA chung, hai cạnh dưới này bằng nhau. Vậy hai tam giác này bằng nhau để chúng ta suy ra được gì? Chính là suy ra góc A1, góc A2 bằng góc A1. Mà tổng hai anh này cộng lại bằng 20. Do đó mỗi anh bằng 10 độ. Vậy ta có A1 bằng 10 độ. Đấy, kết hợp hai anh này lại, ta có góc C1 bằng 10 độ. Góc C1 bằng 10 độ. Vậy trong tam giác AMC biết hai góc rồi, ta tính được góc còn lại. Đấy, ta có góc AMC bằng 180 độ trừ đi góc MAC cộng với góc C1 hay bằng 180 trừ đi 20 cộng với 10 bằng 150. Thực ra với những bài toán dựng tam giác đều này, tức là nó có một cái mô típ chung là dựng tam giác đều, thì đấy chính là hướng dẫn, tức là nó lại không có gọi là khó nữa. Thế còn những bài toán mà liên quan tới việc là chúng ta phải tự đi tạo hình mà không tạo tam giác đều thì nó mới là những bài khó nữa. Đây chỉ là những bài vừa vừa thôi nhá, chứ không phải là những bài quá khó. Liên quan tới cái đầu tiên là liên quan những bài tính toán góc, các con nhớ là phải vẽ hình chính xác. Còn nếu vẽ hình không chính xác, các con không phán đoán được những tam giác bằng nhau, hoặc là vẽ nó sẽ lệch đi thì các con thấy nó không bằng nhau tí nào cả. Do đó chúng ta sẽ không nghĩ tới cái trường hợp là đi chứng minh những tam giác đấy bằng nhau để xử lý bài toán. Rồi, tiếp theo, tam giác ABC có góc B bằng góc C bằng 70 độ. Vậy thì góc A bằng bao nhiêu cả lớp để chúng ta vẽ đây? Góc A bằng bao nhiêu? 7740. Vậy góc A sẽ bằng 40 độ. Vậy để vẽ đẹp, rồi thì bây giờ chúng ta thấy như ban nãy thầy nói này, góc 40 độ mà vẽ tam giác cân góc 40, để vẽ đẹp cái hình thì cưa đôi nó ra, mỗi anh hai bên mỗi anh bằng 20 độ. Khi đó cái tam giác nó sẽ đứng nhìn nó đẹp, cái tam giác ban đầu nó đứng. Vì vậy đầu tiên ta vẽ một cái đường mờ mờ là đường đứng nhá. Rồi lấy sang hai bên mỗi góc 20 độ. Đó. Lúc này chúng ta chỉ cần vẽ cái BC ngang cái là được, đúng cái đường và cái ngang của chúng ta. Ta có đỉnh ABC, kẻ tia BX sao cho góc CBX bằng 10 độ. Góc CBX bằng 10 độ. Mỗi góc bên này bằng 70. Lấy điểm D trên BX, lấy D sao cho BD bằng BA. Rồi vẽ xuống bên dưới nhá. Rồi các con vẽ hình ra nháp xem nào.
BD bằng BA. AD khác phía so với BC. Đúng chưa? Vì vậy nếu như các bạn không để ý này, người ta cho như này chính là phải kẻ ra phía bên ngoài này này. Còn nếu như các bạn kẻ vào bên trong này thì khi đó là AD nó sẽ cùng phía so với BC. Vì vậy chúng ta phải kẻ xuống bên dưới. Tính góc BCD. Vậy cái góc cần tính chính là cái góc màu trắng này. Góc 70, góc này bằng 10. Góc B, góc tại đỉnh C chỗ này được là thầy ghi 70 nữa đi. 70 này. Vậy qua kinh nghiệm tạo hình giống như mấy bài trước, vậy các con thầy vẫn hướng dẫn là dựng tam giác đều. Vậy các con phán đoán sẽ dựng tam giác đều gì đây nhỉ? Cả lớp phán đoán xem dựng tam giác đều gì đây? Thử phán đoán xem nào. Qua cái mấy bài vừa rồi về cách dựng tam giác đều, vậy các con thấy bài này nên dựng tam giác đều như nào nhỉ? Tam giác đều BC. BC gì đó. BCM cũng được. Dựng tam giác đều BC gì đó ở đây. Đúng không? Vậy qua cái mô típ về dựng tam giác đều như vậy, vậy chúng ta cứ thử xem như nào nhá. Vậy khi dựng tam giác đều như vậy, xem là có điều gì xảy ra này. Cái góc 70 mình cứ nhớ trong đầu nhá. Để bắt đầu ta vẽ này. Dựng tam giác đều. Vậy các con nhớ là dùng compa nhé. Các con học cái compa này quan trọng cực kỳ luôn này. Đó, cách dựng tam giác đều nó rất là nhanh và chính xác. Đó, cái loại mô típ mà cứ những cái tam giác nhìn nó rất cân đối này thì khi dựng tam giác đều người ta hay dựng tam giác vào phía trong này. Đấy là cái thử đi đầu tiên. Vậy ABCD ta dựng tam giác đều BCE. Khi dựng tam giác đều như vậy thì bắt đầu chúng ta cùng đánh dấu lên hình vẽ này. Chắc chắn có ba cạnh này bằng nhau. Đúng chưa? Tam giác đều thì góc chỗ này bằng 60, góc này bằng 60, góc trên cũng bằng 60. Hơn nữa, vậy đề bài cho góc B bằng góc C bằng 70, vậy ta điền được vào nháp mỗi anh này bằng 10. Chịu khó điền vào. Đó. Vậy thì trên hình vẽ các bạn thấy ngay những tam giác bằng nhau chưa? Xong luôn chưa cả lớp? Đấy, hướng dẫn là dựng những tam giác đều như vậy. Vậy bây giờ các con suy nghĩ cho thầy 5 phút bài này này, xem bao nhiêu bạn ra dựng tam giác đều. Dựng tam giác BCE đều như hình vẽ. Đó. Vậy chúng ta sẽ suy ra được những cái góc 10 độ như vậy, những cái góc 60 như vậy, và đánh dấu những cạnh bằng nhau như trên hình vẽ. Xem bao nhiêu bạn làm được nhá. Đức Sơn xong luôn chưa? Rồi bây giờ các bạn cùng nhìn lên hình, các bạn thấy những tam giác nào bằng nhau không? Hả? Bằng BEA và CEA. BEA, CEA bằng nhau. Còn bằng tam giác nào nữa không? Nhìn cái cách đánh dấu này, cạnh này, ba cạnh này bằng nhau. Ba góc này 10 độ.
Vậy ba tam giác này chắc chắn bằng nhau theo trường hợp gì? Cạnh cạnh cạnh. À cạnh góc cạnh, đúng không? Đây này. Góc 10 độ xung quanh nó tỏa ra hai cạnh bằng nhau. Góc 10 độ xung quanh nó là hai góc, hai cạnh bằng nhau. Góc 10 độ xung quanh hai cạnh bằng nhau. Vậy chắc chắn ba tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Vậy bằng nhau để làm gì? Chính là để suy ra những yếu tố còn lại mình đang cần này. Góc BCD. Vậy những góc tù của những ba tam giác này sẽ bằng nhau. Vậy xong chưa? Góc tù của những ba tam giác này bằng nhau, tức là chúng ta có thêm hai góc này bằng nhau nữa. Góc cần tính bằng góc E1 bằng góc E2. Vậy các con thấy góc tại đỉnh E xung quanh nó có ba góc, trong đó hai góc bằng nhau và một góc đã biết. Vậy có tính được không? Tổng ba góc xoay vòng bất kỳ trong một tam giác luôn bằng bao nhiêu? 360. Thế mà anh này bằng biết rồi, anh này ok. Vậy ta tính được hai góc này sẽ bằng nhau. U1 bằng U2 bằng 360 trừ đi cái góc ở chỗ này, biết rồi, bằng 60 chẳng hạn. Đúng chưa? Vậy thì tổng hai cái góc này U1 cộng U2 sẽ bằng 360 trừ đi 60 bằng 300, chia đôi mỗi góc bằng 50. Rồi đó chúng ta có E1 bằng E2 bằng 50, kéo theo C bằng 50. Đó, có thế thôi. Đúng chưa cả lớp? Từ đây chúng ta có lời giải nhá. Đó là dựng tam giác đẹp. Vậy khi đó chúng ta suy ra được gì? Đó là BE. BE bằng EC bằng BC. Đó. Những cái góc ABE bằng góc ACE và bằng góc CBD bằng 10 độ. Vậy liên quan tới ba tam giác bằng nhau, chúng ta giống như hai tam giác, các bạn xét một lúc cả ba tam giác được chứ đỡ bị dính lẻ tẻ nhá. Các bạn xét ba bốn tam giác một lúc đều được cả, chỉ có liệt kê thôi. Vậy chúng ta xét này. Một lúc ba tam giác luôn. Vậy ghi từ đâu? Ghi từ chính từ những cái góc bằng nhau ấy trước cho nó dễ. Sau đó tỏa ra hai bên những cái đoạn bằng nhau thì đấy là đánh thứ tự cho nó dễ nhá. Vậy tam giác bên trái là tam giác BEA. Tam giác bên phải tương ứng nó phải là CEA. Và tam giác bên dưới này là góc 10 độ sau đó cạnh ngắn, tức là BCD. Rồi, tam giác này có này, liệt kê. Thứ nhất là góc B1 bằng B2 bằng C2 do cùng bằng 10 độ. Góc đầu tiên này B1. Hồi ghi theo đúng thứ tự cạnh góc cạnh để liệt kê đầy đủ này. Cạnh BE bằng cạnh CE bằng cạnh BC do mình dựng tam giác đều. Sau đó đến góc B1 bằng góc C1 và bằng góc B2, lý do là cùng bằng 10 độ. Đúng chưa? Và cặp cạnh còn lại là BA bằng CA và bằng BD. Đấy, bên trên này mình thiếu lập luận cái BD bằng BA, do đó chúng ta bổ sung, đúng không? Và nãy thầy vừa quên mất là chỉ có đánh dấu suy ra bằng nhau thôi mà chưa lập luận. Phải lập luận cái AB bằng AC kìa. Ta có là góc B bằng góc C nên tam giác ABC là cân tại A để chúng ta có AB bằng AC. Sau đó nó bị kéo theo bằng BD vào. Đó. Vậy từ đây ta có ba tam giác này bằng nhau. BEA bằng tam giác CEA bằng tam giác BCD theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Đấy, chúng ta sẽ suy ra được là E1 bằng E2 và bằng góc C1 là góc cần tính. Đây chính là mấu chốt. Mà E1 cộng E2 cộng với góc BEC thì bằng 360. E1 cộng E2 cộng với BEC bằng 360. Từ đây ta suy ra là 2 lần E1 cộng với 60 bằng 360. Hay.
2 lần C1 cộng 60 bằng 360. Vậy ta tính được góc C1 sẽ bằng 150. Đó, đấy là góc cần tính. Đó, thầy vẫn nhắc nhá, mất công là bảo nhắc đi nhắc lại nhiều, nhưng mà cái đánh dấu hình, đánh dấu dữ kiện có hoặc dữ kiện suy được trên hình vẽ rất quan trọng. Những cạnh bằng nhau chúng ta suy ra được này, những góc bằng nhau suy ra được này, vân vân, các con phải đánh dấu bằng nhau theo cái cách đánh dấu đấy bảo. Để làm gì? Để chúng ta nhìn lướt qua cái thứ nhất về cái sự tương ứng bằng nhau. Cái thứ hai là nhìn ra được những tam giác bằng nhau theo trường hợp nào, hoặc là nó có thể bằng nhau theo trường hợp nào và thiếu dữ kiện gì, ta sẽ bổ sung. Nó chỉ có 3 cái trường hợp bằng nhau thôi. Nó là cạnh cạnh cạnh, cạnh góc cạnh và góc cạnh góc. Nên nếu như chúng ta nhìn trên hình vẽ bằng cách đánh dấu như vậy thiếu dữ kiện gì thì ta đi lần tiếp. Nó là góc kẹp giữa hai cạnh hay là cạch cạnh ở hai đầu mút của hai góc. À quên, hay là cạnh ở giữa hai góc. Để nó bằng nhau theo trường hợp nào, chúng ta cần phải truy nó ra. Vẽ theo như cách vẽ ban nãy là nào vẽ được cho tam giác đẹp đây. Góc tại đỉnh A bằng 180 bằng 100 mà lại cân 100. Vậy để vẽ cho đẹp thì chúng ta vẽ theo cái đường trung trực của nó. Khi đó mỗi bên sẽ bằng 50. Vậy mình vẽ cái đường đứng ra. Vẽ mờ mờ thôi, sau tí bỏ đi. Lấy sang hai bên mỗi góc 50 độ. Đúng không? Và cân tại A mà góc ở đỉnh bằng 100. Vậy ta tính ngay liệu theo công thức số đo góc mỗi góc ở đáy, ta có ngay được góc B bằng góc C sẽ bằng 40 độ. Đấy là những cái suy ra đầu tiên. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho AD bằng BC. Trên tia đối của tia DA BA lấy điểm D sao cho AD bằng BC, tức là kéo xuống phía dưới này. Rồi, bằng cạnh BC. AD bằng BC. Chứng minh góc ADC bằng 30 độ. Thì những cái bài này nếu như mà thầy vẽ bằng slide thì nó xong hình lâu rồi. Thế nhưng mà lớp 7 với chúng ta thì cần phải có cái hướng dẫn về cái kỹ năng vẽ hình. Kỹ năng vẽ hình, do đó thầy mới chịu khó phải vẽ bằng tay cho chúng ta. Đó. Bây giờ người ta bảo đi chứng minh góc này bằng 30 độ. Trong đó chúng ta biết gì? Góc A bằng 80. Góc AB cạnh AB bằng AC. Góc B bằng góc C, mỗi góc bằng 40. Cần đi tính cái góc này. Cái này A bằng 100 đấy hả?
chứ bạn cho 100 thầy. À đúng rồi, bằng 100, thầy ghi nhầm. Chính xác, A bằng 100. Trong đó AD thì bằng BC. Vậy như theo như mọi cách trước thì chúng ta sẽ dựng cái kiểu gì đây nhỉ? Cả lớp có ý tưởng gì không? À, thì đánh dấu này hai cạnh màu DA bằng BC. Mà hai cái cạnh này đánh dấu nó hơi khó. Tạm thời nhớ trong đầu đã. BC DA. Bài này dựng tam giác đều là tương đối khó đấy. Tức là giống như những bài trước thì hoàn toàn chúng ta có thể dựng cái tam giác đều có một cạnh là BC lên phía bên trên này. Đúng không? Thử như vậy đi. Dựng lên phía bên trên này. Tuy nhiên nếu như dựng như vậy thì chúng ta sẽ có cái góc này bằng 20 độ này. Đó. Góc bên này sẽ bằng 20 độ này. Ví dụ như vậy đi. Tuy nhiên liệu có liên kết được gì về các cạnh hay không? Nếu như dựng như vậy nhá, 20 này. Dựng tam giác đều BCX ở đây chẳng hạn. Đúng chưa? Vậy thì ta sẽ có BC này bằng BX, BX bằng AD bằng CX nữa luôn. Thế bây giờ người ta bảo tính cái góc này. Vậy các con thấy cái góc này nó có liên kết một tí nào với những góc khác không? Đúng không? Đây này. Cái góc cần tính là góc D. Mà góc này bằng 40, tức là ta cần tính góc C1 là xong. Trong đó khi mình dựng như vậy, tuy nhiên tính góc C1 kiểu gì đây? Nó liên kết với góc nào không? Hình như là hơi ít dữ kiện, đúng không? Dựng tam giác đều này xem chừng bất lợi. Đấy, có cách dựng nào khác không? À, vậy chúng ta để ý nhé, cái góc 30. Các bạn thấy góc 30 so với góc 60 là thế nào đây? Cái góc 30 cần tính 30 độ. Đấy nhá, dựng theo một như lần trước chúng ta dựng thì thấy tạm thời nó bất lợi về việc là chỉ ra những cái tam giác bằng nhau hay là cái góc cần tính toán. Hầu như nó không có cái liên kết gì cả. Vậy chúng ta cùng xoáy lại cái góc bằng 30 độ. Vậy cái 30 độ nó có phải chính là bằng một nửa của 60 độ không? Vậy từ đây các con nghĩ ra mà cái góc này cần 30, trong đó có một cạnh DA bằng cạnh BC. Vậy từ đây các con dựng có cái ý tưởng gì về dựng tam giác đều không? Nào, từ đây chúng ta thấy rằng là cần phải xoay cái hướng đi dựng tam giác đều như nào để cho nó có lợi thế đây nhỉ, cả lớp nhỉ. Dựng như nào đây? Góc này cần phải chỉ ra bằng 30 này. Đó. Mà 30 thì chắc chắn nó bằng một nửa 60. Vậy rất tự nhiên là ta sẽ dựng tam giác đều kiểu gì đây? Này này, đó là dựng tam giác đều mà có chứa cái góc nó sẽ nhân đôi cái anh 30 này lên để chúng ta đưa về được những tam giác bằng nhau. Đúng không? Đúng chưa? Vậy từ đó chúng ta sẽ dựng cái tam giác đều như vậy.
Đấy, A, B, C, D dựng tam giác đều. Khi đó chúng ta chắc chắn có cái góc này bằng 60 độ. Góc này bằng 60 độ. Vậy muốn chỉ ra cái góc D1 này bằng 30 độ. Tức là chúng ta đi chứng minh D1 bằng D2 cái là xong. Đúng chưa? Dựng tam giác đều nhá. Đây chính là cái tam giác mà thầy dựng này. Dựng cái tam giác đều màu hồng này. Vậy khi dựng như vậy chúng ta có phải các cái cạnh màu hồng bằng nhau này. Đúng chưa? Đó. Bây giờ muốn có góc D1 bằng 30. Các bạn cùng nhìn lên hình nhá. Thì chúng ta mực chúng ta dựng tam giác đều ADE, tức là ta có góc ADE bằng 60, tức là mình phải chỉ ra hai góc này bằng nhau cái là xong. Thì góc này phải bằng 30 đúng không? Vậy chúng ta muốn đi chứng minh hai góc này bằng nhau. Vậy nếu thực sự hai góc này bằng nhau thì có phải là tam giác ADC bắt buộc phải bằng tam giác EDC. Đúng chưa? Từ đó chúng ta thấy có một hướng đó là dựng tam giác đều như vậy. Sau đó đi chứng minh hai cái tam giác bằng nhau là xong. Có đúng không? Khi đó chúng ta có cái hướng phân tích như vậy là ta sẽ dựng tam giác đều. Dựng tam giác ADE đều. Sau đó mục tiêu chính là đi chứng minh cái tam giác ADC bằng tam giác EDC. Lúc đó đương nhiên chúng ta giải quyết được bài toán liền. Đúng không? Vậy hai tam giác này có gì? Có một cạnh bằng nhau, một cạnh chung. Vậy mấu chốt ở đây làm sao chỉ ra CE bằng CA nữa là xong. Vậy từ đây chúng ta muốn chứng minh hai anh này bằng nhau, chúng ta cần phải chỉ ra CA bằng CE là ok. Đúng chưa? Vậy làm sao chỉ ra được CA bằng CE? Thế khi dựng tam giác đều bắt đầu chúng ta lần này, ngoài chuyện là ba cạnh bằng nhau thì ta có góc này bằng 60. Đúng chưa? Góc này bằng 60 mà góc trên đỉnh 100, vậy ta có góc này bằng 40. 40 nhá. Đó. Bạn nào chứng minh được CE bằng CA cho thầy. Thế nhưng CA các con thấy nó lại bằng AB. Vậy tức là chúng ta đi chứng minh CE bằng AB cũng được. Vậy các con nhìn hai cái tam giác này có gì không? Bắt đầu thầy gạch chéo hai cái tam giác này nhá. Đây là tam giác thứ nhất. Đây, bắt đầu thầy ngắt nó ra nhá. Tam giác BAC. ABC. Tam giác thứ hai là tam giác liên quan tới ACE đó. ACE. Đó, đôi lúc là nó bị rối hình như vậy, chúng ta nên ngắt nó ra, ngắt theo kiểu như là nhấc bên này sang bên này, nhấc cái tam giác này sang bên này để cho hai tam giác này nó rời rạc ra. Sau đó chúng ta nhìn xem hai tam giác này có gì rồi này. AC chung. AC chung. Vậy chúng ta đánh dấu cạnh thứ nhất bằng cạnh thứ nhất. Đúng chưa? Gì nữa nhỉ? AE. AE. AE bằng cạnh nào? AE bằng BC. Vậy các con thấy ngắt ra nhìn nó dễ hình, nó dễ nhìn hơn nhiều không? Đúng không? Những cái tam giác mà nó cứ đan xen nhau ấy, tốt nhất các con nhấc nó sang một bên. Nhấc cái tam giác này sang một bên, nhấc cái tam giác bên kia rời ra một tí xíu. Nhưng nhớ ví dụ AC đang ở đây thì mình cũng là nhấc xuống bên dưới này, AC nó y hệt như vậy xuống bên dưới. Nó gần như là ná nhau. Lên lớp 8 các con sẽ biết người ta gọi là những cái tam giác đồng dạng. Thế nhưng mà mình nhấc và mình thu nhỏ ra để cho dễ nhìn, sau đó ta đánh dấu ra bên ngoài. Vậy chúng ta thấy cần phải chỉ ra có hai cặp cạnh bằng nhau, tức là cần chỉ ra góc xen giữa bằng nhau, có đúng không? Là xong. Vậy hai góc này bằng nhau chưa? Góc tại đỉnh C bằng bao nhiêu? 40. Góc EAC đã bằng 40 chưa?
bằng luôn, do ta vừa đi tạo hình góc 60 suy ra ngay góc này 40. Vậy hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh chưa? 40, 40. Đúng không? Bằng nhau theo cạnh góc cạnh. Đó. Bằng nhau theo cạnh góc cạnh để chúng ta suy ra gì đây? CE bằng AB. Đúng chưa? CE bằng AB. Nhưng mà AB lại bằng AC, tức là ta chỉ ra được CE bằng CA. CE bằng CA rồi, vậy hai tam giác ADC sẽ bằng tam giác EDC theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Do đó D1 bằng D2, mà tổng hai góc bằng 60, do đó mỗi anh bằng 30. Các con đã hiểu bài chưa? Đó. Cái này nếu như các con không nhấc hình ra thì rất khó nhìn. Nhưng nhấc hình ra cái thấy hai tam giác bằng nhau đơn giản hơn liền. Đúng không? Từ đây chúng ta có lời giải nhá. Rồi, ta dựng tam giác đều. Dựng tam giác ADE đều như hình vẽ. Vậy để chúng ta suy ra gì? Lấy được cái góc EA, thứ nhất là cái góc ADE, ADE bằng góc DAE bằng 60. Do đó chúng ta có cái góc A2 này bằng 40. Đó. Rồi, bây giờ xét hai tam giác ABC xem có này CB, CB, CB. Rồi, và thêm nữa đó là cạnh AD bằng DE bằng AE. Và đương nhiên đề bài cho AD bằng BC, vậy ta nối nốt cái cạnh BC vào. Rồi, bây giờ mình xét hai cái tam giác thì nhấc ra nhá, xem đủ chưa nào. Đủ rồi, xét tam giác đó là CAB và tam giác CA ACE. Đó. AC chung. Đúng chưa? Góc tại đỉnh C của tam giác ACB bằng góc tại đỉnh A. Vậy ta ghi là góc C1. Góc C1 bằng góc A2, lý do là cùng bằng 40. Đúng không? Chỉ ra hai góc này bằng 40. Và cạnh số 3 đó là cạnh CB bằng cạnh AE. CB bằng AE. Đây, CB bằng AE bên trên này chúng ta ghi là. Vậy từ đây ta có được hai tam giác này bằng nhau. Theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Đúng chưa? Cạnh góc cạnh. Vậy để làm gì? Để lấy cái anh cặp cạnh còn lại đó là CE bằng AB. Lý do đây là những cạnh tương ứng. Để có CE bằng nối tiếp anh AB, đó chính là CE. Đó, mấu chốt đi chứng minh hai tam giác bằng nhau chỉ có lấy hai anh đấy bằng nhau thôi. Từ hai anh này bằng nhau thì chúng ta đi chứng minh được hai cái miếng tam giác bên trên DAC sẽ bằng tam giác DEC theo trường hợp là cạnh cạnh cạnh. Đúng chưa? Lúc này thì dễ rồi. Học sinh chứng minh được cái tam giác là DAC bằng tam giác là DEC theo trường hợp là cạnh cạnh cạnh. DA bằng DE dựng tam giác đều, DC chung, CA bằng CE vừa chứng minh xong. Vậy chúng ta có D1 bằng D2 và bằng nửa góc lớn. D1 bằng D2. Đó là góc tương ứng. Và đương nhiên nó sẽ bằng nửa góc ADE. Hai anh bằng nhau suy ra nó bằng nửa góc lớn hay bằng 30 độ. Thế xong.
Thầy ơi, thầy có thể giảng lại cho em tại sao AE bằng BC không thầy? Em chưa hiểu làm chỗ đấy ạ. AE bằng BC gì? Dựng tam giác đều thì có phải AE AE bằng BC. Thế BC đề bài cho bằng gì con? BC đề bài cho bằng cạnh gì? BC bằng AD. Vậy thì có đúng là AE bằng BC không? Vì cùng bằng AD này con. Đúng không? Hiểu ra chưa? Đó. Khi mình dựng tam giác đều thì ta có là AE bằng AD. AE bằng AD. Thế nhưng đề bài cho AD bằng BC, do đó thầy mình nối hết nó vào đây này. AE sẽ bằng BC. Bài này nó hơi rối hình một chút, đó là những cái cạnh nó cứ lồng vào nhau, cạnh BC này, DA này, nó cứ lồng lồng vào nhau thế, rất khó nhìn. Kể cả hai tam giác này chứng minh bằng nhau cũng rất khó nhìn. Thế nhưng tách rời ra cái chúng ta truy cái có những cái gì rồi, cái gì thiếu cái thì nhìn lại rất dễ. Đó, chưa hiểu mà hỏi luôn thế là tốt. Chứ còn mà chưa hiểu mà cứ để trôi qua thì nó sẽ là một cái coi như là mình mất thời gian hơn để chúng ta đi suy nghĩ lại. Đó. Các con thấy liên quan tới là nhìn nhận tam giác bằng nhau hay là một số bài dựng tam giác đều đã bắt đầu phân quen về việc truy tam giác bằng nhau chưa? Cả lớp. Bắt đầu phân quen chút nào chưa? Quen hơn rồi đúng không? Ừ. Thì chủ yếu lớp 7 của các con là đa phần cứ tam giác bằng nhau mà. Do đó chúng ta khi mà chúng ta đánh dấu lên hình vẽ hay vẽ hình chính xác là rất quan trọng. Thái biết là các bạn là mới học hết chương trình thôi, chứ chứ cũng chưa phải là học xong lâu quá, cho nên là cái thời gian ôn luyện của chúng ta những cái dạng bài tam giác bằng nhau nó sẽ còn hạn chế. Thì thầy lấy một loạt những cái bài liên quan tới về dựng tam giác đều cho chúng ta quen, vừa quen được cái cách coi như là những bài toán tương đối khó một chút là những bài tính toán góc và cái kỹ năng tạo tam giác đều. Đó. Kỹ thuật tạo tam giác đều, tạo ra thì có cái gì và truy cái sự tương ứng của những tam giác bằng nhau. Rồi, mấy giờ rồi? Ôi, nhanh quá. Đây là đấy, các con chú ý cho thầy nhá. Tức là các bạn về nhà á, thì chúng ta nên có một thao tác đó là gì? Ví dụ như là cái phiếu học mà còn dư hay là cái phần thầy cho bài tập về nhà thì chúng ta nên cố gắng là ngồi dành thời gian cho nó để suy ngẫm. Và một cái nữa đó là sao? Đó là các con nên dành nó không nhiều thời gian đâu. Một khoảng 30 phút thôi. Đó là chúng ta tự mình giải lại những cái bài thầy chữa trên lớp. Thì lúc đó nó mới thực sự là biến thành của mình. Còn nếu không thì chúng ta vẫn chỉ là tương đối gọi là cưỡi ngựa xem hoa một chút thôi. Ừ. Chứ như ngày xưa các thầy học đa phần là các thầy cô giáo là chỉ có những cái định hướng ban đầu thôi, thế còn đa phần là các thầy là cứ phải đi tìm tài liệu để đọc thêm. Được các thầy dạy về Dirichlet chẳng hạn thì lúc đó là tự đi tìm những nguồn tài liệu, những cái sách để chúng ta thứ nhất là để mình hiểu, là mình đọc mình hiểu đó. Chứ còn khi mà chưa được các thầy giảng thì chúng ta đọc đương nhiên là không hiểu. Thế nhưng được giảng rồi thì đọc hiểu, lúc đó chúng ta thấy là các bạn thấy rằng là tìm những nguồn tài liệu chúng ta học ấy, đa phần là học sinh phải cố gắng ở cái phần đấy. Chứ còn chỉ nguyên kiến thức các thầy dạy cho trên lớp để mà thực sự giỏi được là hơi khó, vẫn phải là cái chính là mình ấy, đó là đi tìm nguồn tài liệu và tham khảo. Tuy nhiên là có những bạn, tuy nhiên là cộng với lại là việc mà trên lớp nhiều bài nó tương đối khó. Vậy thì chúng ta sau khi xong buổi học hoặc lúc nào rảnh rảnh mình thử mình tự giải lại, suy ngẫm về nó một chút là chúng ta sẽ vỡ ra được rất nhiều điều. Đó, bài tập về nhà. Lần sau chúng ta học thêm một buổi nữa về dựng tam giác đều nha, cho quen việc là nhìn nhận những tam giác bằng nhau theo trường hợp nào,
suy ra cái gì, thiếu cái gì. Thêm một buổi về tam giác bằng nhau theo dựng tam giác đều nữa. Thì xong cái chủ đề dựng tam giác đều này, chúng ta sẽ quay lại phần số học. Đó.